có một vài sự thật bạn nên biết về tình yêu. Đầu tiên, đó là trong quá trình tiến hóa từ một sinh vật phù du để trở thành một con người như là John Bon Jovi, loài vượn người đã phát triển và có được khả năng cảm nhận tình cảm gần gũi với các cá thể khác. Cảm xúc này được gọi là tình yêu. Và quá trình tiến hóa đã sản sinh ra ca sĩ nổi tiếng tới từ New Jersey nói trên. Anh đã kiếm được hàng triệu đô từ những ca khúc xến sẩm nói về thứ tình cảm này. Con người tiến hóa và có được sự gần gũi tình cảm này, khả năng yêu người khác, bởi vì nó giúp cho loài người sống sót. Một lý do chẳng có gì lãng mạn hay là thú vị cả, nhưng mà đó là sự thật. Con người chúng ta không có bộ nanh hay là vuốt khổng lồ, không có sức mạnh kinh khủng của khí đốt. Thay vào đó, chúng ta trở nên gắn bó với nhau thành các cộng đồng và gia đình. Ở trong đó chúng ta cảm thấy dễ chịu để hợp tác với nhau. Quá trình tiến hóa chứng minh rằng những cộng đồng và gia đình này hiệu quả trong việc giúp loài người sống sót hơn rất nhiều so với những cái bộ nanh vuốt khổng lồ. Và thế là con người trở thành cái loài thống trị hành tinh. Tình yêu còn có những cái sự thật chân trụi nào mà bạn chưa biết? Hay chính xác hơn là tình yêu nói chung và tình yêu lãng mạn nói riêng? Nếu nhìn một cách khách quan có thể khiến chúng ta vỡ mộng như thế nào? Tại sao tình yêu lãng mạn lại là một sự đe dọa? Hãy cùng Spider Room chúng mình tiếp tục tìm hiểu thông qua bài dịch Tình yêu lãng mạn, đẹp như bạn nghĩ của tác giả Loveless đăng trên website của Spider Room. Và như mọi khi, link của bài viết gốc sẽ được chúng mình đính ở dưới phần mô tả của video. Đừng quên ghé qua để đọc phiên bản đầy đủ nhất nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng mình bắt đầu thôi nào. Tình yêu lãng mạn chẳng đẹp như là bạn nghĩ. Quay trở lại với những sự thật về tình yêu, bạn có biết bản năng con người giúp chúng ta trở nên chân thành với những người chân thành nhất với chúng ta? Và đây chính là tình yêu. Một sự chân thành đến phi lý đối với một ai đó, đến mức mà chúng ta sẵn sàng làm điều xấu hay là quyên sinh vì người đó. Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng mà chính cái thứ tình cảm cộng sinh này đã giúp cho con người tồn tại đủ mạnh để chống lại những con hổ ăn thịt hung dữ, sinh sôi nảy nở trên khắp trái đất và phát minh ra Netflix. Không phải sự thật về tình yêu, nhưng hãy dừng lại một chút và thầm cảm ơn quá trình tiến hóa vì đã sinh ra Netflix. Quay trở lại thì nhà triết học Hy Lạp Plato nói rằng tình yêu cao cả nhất là thứ tình yêu không có dục vọng, không lãng mạn, đó là tình huynh đệ. Plato lý luận rằng vì sự lãng mạn và say mê dục vọng thường khiến cho chúng ta phải làm những thứ ngu ngốc đến khó tưởng khiến chúng ta ân hận, còn thứ tình cảm không lãng mạn giữa những thành viên trong gia đình hay là giữa những người bạn thân mới chính là đỉnh cao đức hạnh của con người. Thực sự là Plato cũng như là nhiều nhà triết học cổ đại đều rất hoài nghi về tình yêu lãng mạn, nếu không muốn nói là cực kỳ sợ hãi. Plato là người đã đi trước thời đại và chiêm nghiệm đúng về rất nhiều thứ. Vì vậy mà thứ tình cảm không lãng mạn như ông nhắc đến ở trên thường được người đời gọi là Platonic Love. Cụ thể, đây là một thứ tình yêu thuần khiết, trong đó ham muốn tình dục hay các đặc điểm lãng mạn thì không tồn tại. Trong phần lớn lịch sử loài người, thứ tình yêu lãng mạn mà các bạn trẻ hay mơ mộng ngày nay được coi là một thứ bệnh hoạn. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, bạn sẽ thấy điều đó là đúng. Tình yêu lãng mạn thường khiến cho con người, nhất là những người trẻ làm những cái thứ ngu ngốc. Cứ tin tôi đi. Về quan điểm này thì dịch giả Loveless cũng có đôi lời chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân mình. Đấy là, hồi đại học, tôi và người yêu lúc bấy giờ yêu xa. Có lần tôi nói với cô ấy là tôi muốn gặp nàng, cô ấy cũng nói là muốn gặp tôi. Thế là tôi mua vé tàu, rời Hà Nội vào ngay chiều thứ 6 để sáng thứ 7 được gặp cô ấy và trò chuyện trong vài tiếng đồng hồ. Sau đó chiều thứ 7 tôi lại lên tàu và về Hà Nội vào chiều Chủ nhật. À, nói thêm là chi phí cho chuyến tàu nhanh khứ hồi ấy đã làm bốc hơi 1/2 số tiền tôi được cấp cho tháng ấy. Nghe thì lãng mạn nhỉ, nhưng mà bây giờ khi tôi nhớ lại thì tôi thấy mình thật ngu ngốc. Quay trở lại thì chính vì cái sự yếu kém khi quyết định các vấn đề quan trọng cho nên người cổ đại không đề cao cái sự hữu ích của tình yêu lãng mạn. Thay vào đó, một số nền văn hóa cổ đại coi đó là một loại dịch bệnh mà họ đều phải trải qua nó, giống như là thủy đậu vậy. Sự thực là những câu chuyện như là The Iliad hay là Romeo và Juliet không phải nhằm mục đích đề cao tình yêu. Chúng là những cảnh báo về những hậu quả tiêu cực của tình yêu, của việc tình yêu có thể hủy hoại mọi thứ như thế nào. Bạn thấy đấy, trong phần lớn lịch sử của loài người, người ta cưới nhau không phải vì họ yêu nhau. Tình cảm không có chỗ trong thế giới bây giờ. Bạn thắc mắc là vì sao ư? Bởi vì yêu đương cái nỗi gì, ra ngoài kia mà cày ruộng và chăn bò đi kìa, không làm thì cạp đất mà ăn nhá. Chẳng có ai có thời gian cho sự lãng mạn cả, và chắc chắn là cũng chẳng có ai muốn chịu đựng hậu quả từ cái sự ngu ngốc phát sinh từ thứ tình yêu lãng mạn đó. Có quá nhiều thứ nằm giữa cái ranh giới của sự sống và cái chết. Việc cưới xin là để sinh con đẻ cái và ổn định tài chính. Tình yêu lãng mạn nếu có thì cũng chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu quý sơ tộc mà thôi. Đối với hầu hết số đông loài người lúc đó, sự sống của họ chỉ như là mảnh treo cân vậy. Tuổi thọ trung bình của họ còn thấp hơn là con mèo ở trong nhà bạn. Tất cả những gì họ làm là để đảm bảo rằng hôm sau họ vẫn có thứ để ăn.
cưới xin được sắp xếp bởi các gia đình không phải là vì họ thích nhau, tất nhiên là cũng không phải là vì họ yêu nhau, mà vì họ cũng có thể cùng nhau trồng hoa màu và chia sẻ lương thực khi bão lũ hay là hạn hán. Cưới xin chỉ đơn thuần là một sự sắp đặt kinh tế được thiết kế để thúc đẩy sự sống còn và thịnh vượng của cả hai gia đình. Vì vậy, nếu một thằng con trai cảm thấy yêu điên cuồng và muốn bỏ trốn với cả cô gái vắt sữa bò ở trang trại bên cạnh khỏi thị trấn, thì điều đó không chỉ đơn giản là một sự bất tiện thông thường, mà nó còn là một sự đe dọa trực tiếp tới sự sống còn của cộng đồng đó. Sự thật là một xã hội cổ xưa coi hành động như thế nguy hiểm đến mức họ biến luôn mấy cậu con trai ấy trở thành thái giám để khỏi phải lo nghĩ về vấn đề đấy. Điều này kéo dài đến thời kỳ công nghiệp thì chấm dứt. Mọi người bắt đầu làm việc ở các trung tâm thành phố và nhà máy, thu nhập của họ vì vậy cũng không còn bị ràng buộc vào đất đai nữa. Tương lai kinh tế của họ cũng vậy, họ không còn lệ thuộc vào gia đình để kiếm tiền nữa. Họ không còn phải nhờ vào việc thừa kế hay là quan hệ gia đình như trong xã hội cổ đại nữa. Vậy nên yếu tố kinh tế và chính trị trong các cuộc cưới xin dần mất đi chỗ đứng. Hiện tại, để bắt đầu một dự án YouTube, bạn có thể tự học một cách dễ dàng hoặc kết hợp với nhân tài ở các mảng khác nhau như viết kịch bản, thiết kế hay là quay dựng. Còn trong quá khứ, đặc biệt là khi YouTube vừa mới ra đời, vừa du nhập vào Việt Nam, thì mọi thứ không hề dễ như vậy. Các nhà sáng tạo đời đầu phải dấn thân nhiều hơn, phải nỗ lực học hỏi, phải kiên trì lâu hơn để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Ngày hôm nay, trong số The Creator thứ 9, hãy cùng mình lắng nghe câu chuyện của một trong những nhà sáng tạo đời đầu của Việt Nam, anh Người Nhện từ Doodle Dude. Thú vị là từ một creator thì anh này đã trở thành quản lý đối tác của YouTube, Google. Đây là một vị trí giúp anh có thể đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn và hỗ trợ các nhà sáng tạo khác. Vậy thì hành trình dài hơn một thập kỷ của Doodle Dude đã được bắt đầu, đã trải qua những chông gai và đã mang tới những bài học nào? Đối với cá nhân anh nhé, thì thật sự anh không muốn có cái cảm giác khi đi ra ngoài đường anh đang ăn bát phở thì bị người ta hỏi. Trải nghiệm làm việc tại Google đã giúp anh đưa ra những nhận định gì về khía cạnh sáng tạo nội dung YouTube của Việt Nam? Cái mong muốn lớn nhất của cá nhân anh là làm sao cho xã hội mình công nhận làm YouTuber là một nghề. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta nhảy vào cuộc nói chuyện thôi. Hãy bấm nút subscribe để cùng chúng mình talk thật là sâu nhá. Hiện thực kinh tế mới ở thế kỷ thứ 19 kết hợp với những ý tưởng về quyền con người và sự theo đuổi hạnh phúc từ thời kỳ khai sáng đã sản sinh ra chủ nghĩa lãng mạn. Kệ mấy con bò chứ. Bỗng dưng tình cảm của con người trở nên quan trọng vào thế kỷ 19 là khi họ bắt đầu phổ biến cái việc bày tỏ với nhau là anh yêu em và em cũng vậy. Lý tưởng mới không chỉ là cưới vì yêu mà còn là yêu để sống hạnh phúc trọn đời. Chúng ta sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long em nhá. Vì vậy cái lý tưởng hạnh phúc mãi mãi thịnh hành này mới chỉ xuất hiện cách đây 150 năm mà thôi. Thế kỷ 20 đến, đan xen giữa các cuộc chiến tranh thế giới và diệt chủng là thời kỳ của Hollywood và các công ty quảng cáo nằm lấy lý tưởng hạnh phúc mãi mãi và vắt kiệt nó trong 100 năm tiếp theo. Ý ở đây là sự lãng mạn mà chúng ta coi trọng là một phát minh mới đây, được quảng bá chủ yếu bởi những thương gia, những người mà họ biết rằng bạn sẵn sàng vì nó mà bỏ tiền ra để mua vé xem phim hay là mua một món đồ trang sức đắt tiền. Như Don Draper đã từng nói, thứ mà các bạn gọi là tình yêu được phát minh bởi kẻ như tôi để bán ni lông. Sự lãng mạn là một món hàng quá ngon để bán. Chúng ta đều thích được thấy anh hùng cứu mỹ nhân. Chúng ta thích cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Điều đó thật là tuyệt vời. Và vì vậy, những chương trình quảng cáo trong thế kỷ 20 đều lợi dụng nó triệt để. Nhưng tình yêu lãng mạn nói riêng hay là tình yêu nói chung đều phức tạp hơn rất nhiều những cái gì mà chúng ta thấy trên phim ảnh Hollywood hay là những tấm banner quảng cáo trang sức. Tình yêu cũng có lúc phiền toái và nhàm chán. Tình yêu cũng có lúc khó chịu hay thậm chí là đau khổ, đến mức chúng ta không muốn nó, ghét bỏ nó. Tình yêu đôi lúc cũng cần cái sự nỗ lực hàng tháng, hàng năm trời, thậm chí là cả đời người. Chúng ta chẳng thể nghe thấy những cái điều như thế từ những cái thứ mà chúng ta thấy hàng ngày. Những mặt tối đó của tình yêu chẳng có gì là thú vị cả, và người ta không thể bán chúng được. Sự thật phũ phàng của tình yêu là mối quan hệ chỉ thực sự diễn ra khi tấm màn của vở kịch khép lại. Mối quan hệ thực sự bao gồm tất cả những cái thứ nhàm chán, ảm đạm, kém hấp dẫn mà không phải là ai cũng thấy hay là quý trọng. Cũng như hầu hết mọi thứ xuất hiện trên truyền thông, tình yêu trong văn hóa hiện đại chỉ được xuất hiện với những cái thứ giật tít. Tất cả những thứ phức tạp, rườm rà của một mối quan hệ đều bị giấu nhẹm đi để dành chỗ cho những tiêu đề drama như là bạn trai đi quân sự, bạn gái có người yêu mới, hay là vợ đánh ghen bổ ngay tại nhà nghỉ, hay là chàng trai hẹn hò với cô chị để cưới cô em, vân vân. Và tất cả không thể thiếu những cái câu chuyện hạnh phúc mãi mãi kiểu như là mối tình cảm động của hai người ở hai đầu thế giới, vân vân. Hầu hết chúng ta đều bị oanh tạc hàng ngày bởi những thông điệp như thế, nhiều đến cái mức mà chúng ta lầm tưởng cái sự thú vị hay là kịch tính của tình yêu chính là tình yêu. Khi chúng ta chìm đắm trong cái sự lãng mạn, chúng ta không thể tưởng tượng được rằng có gì đó có thể thay đổi được tình yêu đôi lứa của chúng ta.
chúng ta không thể thấy điểm yếu hay là sự thất bại của người chúng ta yêu. Tất cả những gì chúng ta thấy là tình yêu có thể làm mọi thứ. Đấy không phải là tình yêu, đấy chỉ là ảo giác. Và vì là ảo giác, mọi thứ thường sẽ không có kết thúc êm đẹp. Vì vậy, chúng ta có luật thứ 8. Chúng ta yêu người đó không có nghĩa là chúng ta nên ở bên người đó. Chúng ta hoàn toàn có thể yêu một người đối đãi với chúng ta không ra gì, không tôn trọng chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy tệ hơn, hay là một kẻ bệnh hoạn và điên rồ tới mức có thể vứt chúng ta xuống sông cho chết đuối. Chúng ta hoàn toàn có thể yêu một người có những lý tưởng sống hay là mục tiêu trái ngược với cả chúng ta, có cách suy nghĩ hay là góc nhìn trái ngược với chúng ta, hoặc chỉ đơn giản là đi một con đường khác chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể yêu một người khiến chúng ta mất đi sự hạnh phúc thực sự. Đó là lý do vì sao bố mẹ thường sắp đặt cái chuyện cưới xin ở con cái xuyên suốt phần lớn lịch sử loài người. Bởi vì họ là những người có cách nhìn khách quan, có thể đánh giá được là người yêu của con có phải là người không ra gì hay là không. Nhưng trong vài thế kỷ trở lại đây, khi mà người trẻ đã có thể tự chọn bạn đời cho mình, đó là một điều tốt. Nhưng mà theo bản năng, họ đánh giá quá cao khả năng thần kỳ của tình yêu trong việc giải hóa mọi vấn đề xảy ra đối với mối quan hệ của họ. Và đây là một điều rất xấu. Và đây chính là định nghĩa của một mối quan hệ không lành mạnh. Những người yêu nhau không phải vì bản chất của họ, mà họ yêu nhau vì họ hy vọng rằng những cái thứ tình cảm của họ sẽ lấp đầy những chỗ trống trong tâm hồn. Đến đây, ta có sự thật thứ 9. Càng có nhiều tự do cá nhân, đồng nghĩa với việc yêu cầu về trách nhiệm và sự thấu hiểu của bản thân càng lớn hơn. Và chúng ta mới chỉ nắm sơ qua những trách nhiệm đó sau 100 năm. Những người trong một mối quan hệ không lành mạnh không yêu nhau, họ yêu những ý tưởng của nhau. Họ yêu thế giới tưởng tượng tuyệt vời trong đầu của họ. Và thay vì loại bỏ thế giới tưởng tượng ra khỏi đầu, họ dành tâm trí và năng lượng để cố gắng làm người trước mặt họ trở thành một phần của cái thế giới trong tưởng tượng đó. Vì sao chứ? Bởi vì họ chẳng còn biết cách nào khác, hoặc là họ sợ phải bộc lộ những cái điểm yếu cần thiết để yêu ai đó một cách lành mạnh. Hàng chục thế kỷ trước, con người ghét tình yêu lãng mạn. Họ nghi ngại nó, sợ nó sẽ làm ảnh hưởng tới những người khác, khiến người khác đưa ra quyết định không sáng suốt. Vài 300 năm trước, khi con người không còn phải lệ thuộc vào nông nghiệp và ý kiến của phụ huynh, họ liền đánh giá quá cao tình yêu. Họ lý tưởng hóa nó và mong muốn nó sẽ xóa đi tất cả những vấn đề và nỗi đau mãi mãi. Nhưng mà bây giờ con người mới bắt đầu nhận ra rằng, mặc dù tình yêu tuyệt vời thật đấy, nhưng mà tình yêu không phải là tất cả. Rằng tình yêu không sinh ra mối quan hệ, mà tình yêu là kết quả của mối quan hệ. Rằng tình yêu không nên định nghĩa cuộc sống chúng ta, mà tình yêu là sản phẩm phụ của cuộc sống. Rằng ai đó giúp bạn cảm thấy đáng sống hơn, không có nghĩa là bạn phải sống vì người đó. Chẳng ai nói cho bạn biết rằng càng có nhiều tự do cá nhân, bạn càng dễ phạm phải sai lầm. Điều đó cũng có nghĩa là bạn càng dễ làm tổn thương người khác. Sự giải phóng cho tình yêu lãng mạn đã đem đến những cái trải nghiệm tuyệt vời cho mọi người. Nhưng mà nó cũng mang lại một cái sự cần thiết cho một cách nhìn nhận chân thật và thực tế về mối quan hệ, để có thể chấp nhận sống cùng nhau trong thực tại đầy khổ đau. Vài người nói rằng trong thời đại của Tinder và những buổi hẹn hò chóng vánh, sự lãng mạn đã chết. Nhưng mà sự lãng mạn không chết, nó chỉ ẩn mình ở một nơi an toàn nào đó, cho đến khi hai người cảm thấy đủ tin tưởng và thoải mái với nhau trước khi có thể yêu nhau điên cuồng. Và có lẽ đó là một điều tốt. Tự chung lại, có thể nói rằng tình yêu lãng mạn không sai và cũng không phải là thứ để bài trừ. Nhưng so với tình yêu đơn thuần thì tình yêu lãng mạn là một thứ đầy nguy hiểm và cần phải cẩn trọng với nó. Tình yêu lãng mạn không phải là tất cả, không nên là thứ để người ta sống chết vì nó, đề cao nó lên trên mọi thứ ở đời. Nó khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng mà đừng để tình yêu mù quáng đến mức phải hối hận về sau này. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Các bạn nghĩ sao về những điều trên? Hãy comment chia sẻ những cái trải nghiệm của bạn cùng chúng mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!